Chào mừng anh em đến với kênh nhá. Hôm nay mình xin phép được mở cái đồng hồ Toto TMT47503 cho anh em cùng chiêm ngưỡng bên trong của nó như thế nào, có những cái gì ở bên trong. Đấy, xem là linh kiện của nó thế nào. Đấy, trước tiên là anh em phải tháo được cái cây của nó ra, cái vỏ cây của nó ra. Đấy, cái này nó đang rất là chặt, nó mút, nó làm các cái rãnh nên là chúng ta phải tháo phải hết sức cẩn thận. Sau khi nó đã ra rồi ấy, thì chúng ta tiến hành quay cái ra mặt đằng sau có mấy con ốc ấy, có mấy con ốc ấy, tháo nó ra bốn cạnh, tôi viết bốn cạnh nó ra đây, anh em cùng xem cái chất liệu nhựa của nó. Nói chung là mình thấy nó cũng khá là phù hợp với túi tiền. Với hai nữa là nó đo còn nhanh hơn cả mấy cái đồng hồ mà hiện tại mình đang có ở đây là Sanwa mấy lại 1009 của Kyoritsu. Nó đo nhanh hơn nhiều. Mấy con kia mình đã có video test rồi nhưng mà nói chung là tốc độ không thể chấp nhận được. Thôi thì những con đấy mà ai anh em nào đo kiểu dạng như là đi sửa đo bình ắc quy ngoài đường thì có thể lấy đo được, đo diode thông dụng thì đo được. Chứ còn đo điện trở thấp là đo hơi hơi chậm. Thậm chí que đo mình chạm trực tiếp vào nó còn không có gọi là thay đổi nhanh. Nhưng mà như con này thì mình thấy là nó tốc độ nó cũng tăng lên rõ ràng hơn. Đấy, sau khi là tháo ốc ra rồi thì chúng ta nhấc nhẹ cái mặt đít là nó ra. Đây, anh em xem cái linh kiện nhé, cái pin với là cái mạch nó liên kết với nhau bằng hai cái lò xo để nó truyền cái điện áp dòng điện xuống dưới cái mên. Đây anh em nhìn cái mên này nó có đèn led này, IC dán, IC cứt gà này và hai con cầu chì to này. Con này nó có chế độ đo điện không không chạm nhé anh em nhé. Khi mà chúng ta dí gần vào nguồn điện ấy, là nó sẽ có cái đèn báo màu xanh hoặc màu đỏ nó báo lên. Đấy, và tháo mấy con ốc này ra. Sau khi tháo được con ốc này ra rồi thì chúng ta sẽ xem được ở bên phía mặt dưới của nó. Linh kiện của nó thì nó cũng gọi là một số cái linh kiện nó mình thấy nó cũng dán vào đây, linh kiện dán. Thấy nó cũng ổn ổn, tốc độ nó nhanh mà. Và nó có chế độ auto off nhé, để một lúc mà mình không dùng đến là tự động nó tắt. Còn mấy cái con trước mình dùng là nó mình có khi mình để nó chế độ nó tắt nó hơi lâu nên là nó hơi không được tiết kiệm pin đâu. Đây bây giờ mình sẽ dùng thử cái pin của nó xem được bao nhiêu lâu pin theo máy anh em. Còn nếu mà sau này hết mà anh em muốn dùng lâu ấy, anh em có thể mua cái pin sạc, cái pin AA sạc ấy. Đấy, thì khi mỗi một lần mà nó hết pin ấy, chúng ta bỏ ra sạc lại thì chúng ta sẽ dùng được tiếp, nó sẽ bền hơn, pin dung lượng cao ấy. Đấy, nhấc nhẹ là ra. Ba cái dây điện kia là cái dây để nó ấy vào cái đèn led ở phía mặt trước của cái đồng hồ. Đây thì nó có tất cả ba con IC, là mình đã nhìn thấy ba con IC. IC xử lý chính là ở giữa, được xử lý bằng đất hiếm. Đây là mặt dưới của nó đây anh em, bao gồm là thanh quét với các đèn led, nút ấn và các cái tiếp xúc để dẫn truyền tín hiệu lên trên bảng đồng hồ. Đấy, nói chung là ở cái tầm tiền này mà theo mình nghĩ là nó cũng khá ổn. Mình mua cái này có 750 thôi. Đấy, đây là toàn bộ cái bên trong của nó. Đấy, anh em có thể nhìn thấy. Cho nên là mình sẽ tiến hành lắp lại nhé. Lắp lại. Mình ấn nhẹ nhàng thôi. Đấy. Ấn nhẹ nó đã xuống rồi.
và lấy 8 con vít nhỏ xiết nó vào là xong. Đấy, cái nhựa của nó mình thấy nó vặn, nó đã nói chung là nó không được ngon lắm, nó ra những cái bột bột nhựa, là thấy cái nhựa của nó hơi bở. Nhưng mà thôi, với cái số tiền đấy thì phải chấp nhận thôi. Ốc của nó ốc nhỏ, 8 con ốc nhỏ, anh em chú ý nhé. Đây chúng ta có thể nhìn thấy này, nó có những cái linh kiện to này, như cầu chì này, đèn led, rồi cái loa chuông này, cái đèn led kia có thể phát sáng rồi nhé. Những khu vực nào mà nó tối chúng ta cần ánh sáng thì bấm giữ vào cái nút đèn là sáng luôn. Xiết nó vào xong là đẩy vào. Đơn giản mà, có gõ xem có bụi bẩn cho nó rụng ra, xiết lại một lần nữa cho nó chặt, nó không may nó chọc ra cái mên, nó lại xước cái mạch cái thì thôi, nó đứt cái dây. Đấy, xung quanh viền của nó cũng có cái gọi là cái khe để chống bụi, để cho nó ngăn cản trở các cái bụi hoặc là các cái nước nó có thể lọt vào trong này, gọi là che tạm thời thôi, chứ còn thực tế là nó nếu mà rơi xuống nước thì nước nó vẫn vào nha anh em nhé. Hơi mờ, nó không đường nét cho lắm. Chúng ta tiến hành đậy vào và quay thử này. Đấy, đèn nó lên luôn đấy anh em ạ. Rồi sau đây là mình sẽ lắp lại cái 4 con ốc đằng sau của nó. Ốc 4 cạnh. Còn cái vỏ thì chúng ta lắp lốt vào, cái vỏ bằng cao su silicon. Silicon anh em có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới nhé. Và hãy đăng ký kênh bên mình để có những cái video mới nhất mình sẽ gửi đến anh em. Ngoài ra bên mình ấy còn bán cả phụ tùng ô tô. Nhưng mà những cái này là mình gọi là làm cho nó vì đam mê thôi. Kỹ thuật, đam mê kỹ thuật. Chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em. Đấy, ra lắp cái này vào. Bắt lốt cái ốc đằng sau vào đằng sau. Đấy, ở dưới nó có con ốc gen mịn nhá. Anh em nhớ con này nó là gen mịn, còn mấy con kia là gen thô hết. Rồi. Đã xong. Cảm ơn anh em nhá.